cấp về chỗ này. Máy này thì bao trên nhá bạn, cái đó nên người ta chỉ thay đạn đạn đùi với phốt đùi thôi. Thì người ta nói gì thì quay cho các bạn xem được cái máy. Chào bạn nha, hôm nay mình giới thiệu bán một con máy cày dân ma EF494T. Thì cái hiện trạng máy này thì xài được 3.000 mốt giờ các bạn. Bán thì đủ bộ, bánh lồng, dàn sới, bánh bơi. Đó. Đây thì mình là chủ kênh YouTube Cây Lúa Quê Hương. Ai có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua số điện thoại của mình là 0352 915 395. Để được mình đến tận nơi và quay cho các bạn, giới thiệu bán cho các bạn và mọi người. Bán cho các bạn và mọi người. Còn hiện tại thì mình đang giới thiệu bán một con máy cày. Đó. Để mình quay vòng vòng cái con máy cày này cho các bạn xem. Đây máy cày gọi vụ các bạn. Đây. Là máy này chạy nước ngọt. Do đó nên về cũng chưa có đến đổi mục. Đó. Về đây. Còn bánh bơi đây. Còn lớp bánh. Này là ở cánh đồng An Giang các bạn. Đây ngay chợ. Ở đây ngay chợ gì anh? Chợ Cần Đăng. Gần chợ Cần Đăng. Ai có nhu cầu thì liên lạc qua số điện thoại. Mình sẽ để lên trên tiêu đề. Để lên ngay lên trên màn hình luôn. Máy này thì xài cốt thẳng. Dân ma 494 này xài cốt thẳng. Này là có thì cái giá này 170 triệu là có thương lượng phải không? 170 có thương lượng các bạn. Bánh lòng dàn sớ bánh bơi. Dàn sớ bánh lòng nó nằm trong đó hả? Bánh lòng dàn sớ bánh bơi. Bánh lòng dàn sớ bánh bơi. Đây cái mặt máy đây. Ghế bọng rồi cũng toàn rất là êm. Bên trong máy nữa bạn, cổ bô cũng còn êm lắm. Đúng rồi, mở lên coi. Này. Đó. Máy còn êm lắm các bạn. Này, cổ bô nè, các bạn xem nè, cổ bô còn rất là êm luôn. Máy còn bóng hớ nè. Máy này có là bơ cầu zin không? Chứ nào giờ có là thay phút đùi. Bao máy này là bao zin ha, chỉ có thay phút đùi thôi ha. Chỉ thay hai cái phút đùi với hai cái đạn đùi à. Hai đạn đùi. Với phút đùi. Rồi dưới lên đây máy. Đây các bạn bánh lòng của máy đây các bạn. Bánh lòng của máy đây. Cái này hình như ít có xài sao bỏ trong đây không biết. Đây là bánh lòng của máy nằm đây. Lòng còn nằm ở trong tối đó, mình cũng không quay kỹ cho bạn xem được mà. Đó. Đây các bạn còn dàn sớ đây các bạn, dàn sớ của máy. Đó, sớ của máy. Dàn sớ có thêm cái dàn chục bữa sau nữa mà. Dàn sớ có thêm dàn chục bữa sau luôn nè. Đó. Dàn sớ này mấy anh? 1m7. Dàn sớ này sớ gì vậy? Cuta gì? Cubasi. Cubasi ha, sớ Cubasi. Dùng đất này xài Cubasi nhiều ha. Găng này còn mới quá ha. Găng mới thay luôn. Găng mới thay ha. Găng này còn mới. Dàn sớ thì dàn sớ Cubasi. Găng còn mới thay 1m7. Rồi ok. Đây các bạn bây giờ ảnh sẽ lên đầy máy cho các bạn và mọi người cùng tham khảo các bạn. Thằng máy còn rất là bật. Nó kêu gì gà vậy ta? Hả? Nó kêu gì vậy? Nó kêu gì đâu đây nè, chứ nó không phải kêu con máy đâu.
cấp về chỗ này. Máy này thì bao trên nữa bạn, cái đó nên ta chỉ thay đạn đùi với phốt đùi thôi. Người ta nói gì thì quay cho các bạn xem được cái máy. Ở dưới nè. Ghế ở bên trên nè. Để mình leo lên trên mình cho các bạn xem giờ. À, sao không thấy nè, nằm đâu ta? Giờ nằm đâu anh? Thấy không? Đây. À đúng rồi. 3.000 mốc đó bạn. Đây. 3.138. Đâu qua ghế rồi. Giờ đây nè. Thì mình đạp lên còn lên mất chứ không nữa bạn. Lên còn đạp lắm, đạp còn lên dữ lắm. Trước này thì cũng có tả đầu. Đầu ở đằng trước nè bạn. Ai có mua thì liên lạc để sớm lên coi máy nha bạn. Hiện giờ thì máy này thì cũng nhiều bạn là comment là cần mua dữ lắm nha bạn, chứ không phải là hàng ế ẩm gì đâu. Nếu mà qua rồi thì cũng không phải là dễ, lâu lâu mới có được con máy mua đó bạn. Đây là máy của người dân xài chứ không phải là máy của cò bóp gì trên á. Này của anh em trên ruộng xài. Đó. Thấy chưa? Còn rất là bóng luôn, bóng mới luôn. Mới rửa, máy này còn mới rửa chứ không phải là máy sơn gì chứ. Có nhu cầu thì liên lạc đó bạn. Chứ để mình quay cái bánh cho bạn xem. Bánh thì đây bánh zin đang mang cái bánh bơi. Trong này cũng có xét chứ nó không chưa có lủng. Cái này về chỗ này thì chưa có lắp keo. Cái này thì người ta không có lắp keo nè bạn, chưa cái dè này thì chưa có lắp keo. À, cái đuôi dè này này cũng có phần xét cho cái đuôi dè này. Cái này lắp keo về thì là lắp keo. Em vừa cái đít kêu bạn xem đít đây. Tối qua cũng hơi khó thấy. Về dè bên đó để mình quay dần qua dè bên này cho bạn xem. Cái này thì người ta có nói rằng là cốt đùi có thay đạn đùi với phốt đùi. Trên này thì cũng có thằng xét với dè, đuôi dè này. Chứ trên này thì cũng chưa có gì chứ.
tay mua các bạn. Đây, để anh chạy ra mày sáng mình xem cái phần đùi ở sau cho các bạn xem. Đây, để mình quay cái phần đùi đít cho bạn xem. Được 3 năm nữa bạn. Đó, máy này chủ máy xài 3 năm rồi, mua 3 năm. Giá 170 có thương lượng nữa bạn. Ai có nhu cầu thì liên lạc sớm để được sở hữu con máy này. Qua rồi thì các bạn yêu cầu mình nữa thì mình cũng tìm đâu ra đâu mà quay cho các bạn xem. Đầy đủ luôn. Lắp miếng kia luôn cho đầy đủ luôn nè. Dàn máy này thì nó còn lông lá đầy đủ mà im lắm các bạn. Kia đầy đủ được mà gắn làm hình tâm néo cho đẹp đẹp. Nó đang gắn cái mới nãy tháo ra để coi cái máy cho nó kỹ. Bây giờ gắn nó như gắn lại. Máy này không có thiếu gì hết các bạn. Lông lá còn đầy đủ. Đó. Đi như máy mới vậy đó. Một chỉ có cái xài có cái là 3130. 3.000 mốt. Máy còn ngon đó bạn. Đó. Ai có nhu cầu thì liên lạc sớm đó bạn. Chứ mà trả giá tới lui thì có người hốt nha bạn. Chứ kênh của mình không có rất là nhiều khán giả nha bạn. Giờ thì ve máy vô các bạn. Ve ra cho mình quay phim bây giờ ve vô. Máy này thì giá 170 triệu giá thương lượng. Giờ cớ bánh lòng bánh bơi. Đủ bộ. Đủ bộ là 170 triệu. Rồi, nếu có nhu cầu thì liên lạc.